Bích Phương kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 7 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng. Trong phần 2 là nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Chính phủ Trump ngừng cho di dân tới vùng biên giới Mỹ-Mexico xin tị nạn. Với quyết tâm thực hiện biện pháp cứng rắn để chặn làn sóng di dân muốn vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, chính phủ của Tổng thống Trump hôm thứ Hai 15 tháng 7 thông báo sẽ chấm dứt việc xin tị nạn của phần lớn các di dân đến được vùng biên giới Mỹ-Mexico, theo một quy định mới được đăng tải trên công báo Mỹ Federal Register. Những người muốn xin tị nạn nếu đã đi xuyên qua được một quốc gia khác trước khi đến biên giới phía nam của Mỹ sẽ bị coi là không hội đủ điều kiện để được xin tị nạn tại Mỹ. Quy định này bắt đầu có hiệu lực hôm thứ Ba và áp dụng cho bất cứ ai đến vùng biên giới giữa Mỹ và Mexico, kể cả các trẻ nhỏ vượt biên giới một mình. Hành động của chính phủ Tổng thống Trump, cho dù có bị tòa ngăn chặn, cũng đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn cách đối xử với người tị nạn đã có từ nhiều thập niên nay. Lũ lụt đe dọa 11 triệu người dọc theo bờ biển vùng vịnh. Những trận lũ lụt nguy hiểm do bão Barry gây ra đang đe dọa đời sống của 11 triệu người dân sống dọc theo duyên hải của vùng vịnh. Có 8 tiểu bang đã có cảnh cáo về lũ lụt. Hôm thứ Bảy, bão Barry đổ bộ vào Louisiana với sức gió của trận bão cấp 1 và nhanh chóng giảm cường độ xuống còn bão nhiệt đới. Hôm nay có nhiều nơi có thể bị 5 inches nước rơi xuống. Theo CBS News thì có hơn 90 người đã được cứu cấp trong các cộng đồng khác nhau vào cuối tuần qua. Mưa rất to, gió xoáy và gió mạnh 65 dặm một giờ đã làm hư hại nhiều nhà cửa, làm tróc gốc cây và gây ngập lụt đường xá. Nhiều người, đặc biệt là cư dân Louisiana, đã bớt lo vì bão Barry giảm sức mạnh khi vào đất liền. Nhiều cơ sở kinh doanh đã mở cửa lại hoạt động chưa đầy 24 giờ sau khi họ hứng đến một feet nước mưa rơi xuống. Các thiết bị để chống nước đã được sửa sang sau trận bão kinh hoàng Katrina năm 2005 đã tỏ ra hữu hiệu, tuy vẫn có một số bị nước tràn qua. Do mưa vẫn tiếp tục rơi nhiều hôm qua và sông Mississippi đang dâng nước cao kỷ lục, các viên chức địa phương vẫn khuyến cáo cư dân cần phải hết sức cẩn thận. Thống đốc John Bell Edwards của Louisiana cho hay, "Chúng tôi nhẹ nhõm vì kịch bản tồi tệ nhất đã không xảy ra. Chỉ có khoảng 300 cư dân sử dụng một số trung tâm trong số 23 trung tâm được thiết lập ở Louisiana để tránh bão." Tổng thống Guatemala hoãn họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump, không ký thỏa thuận di dân. Chính phủ Guatemala hôm Chủ nhật 14 tháng 7 cho biết họ đã hoãn chuyến viếng thăm của Tổng thống Jimmy Morales tại Washington để thảo luận việc quốc gia này có thể trở thành quốc gia đệ tam an toàn, safe third country, cho di dân xin tị nạn. Chính phủ Guatemala cũng cho hay không có ý định ký vào bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến vấn đề này. Trong một bản thông cáo gửi tới báo chí, Guatemala nói rằng cuộc họp đã được dự trù từ trước giữa Tổng thống Morales và Tổng thống Donald Trump trong tuần này được hoãn lại cho tới khi nào tối cao pháp viện Guatemala có phán quyết liên quan đến các đơn kiện về việc này. Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, hồi tuần qua, có 5 cựu giới chức cao cấp chính phủ Guatemala đưa đơn kiện, yêu cầu tòa chặn, không cho có thỏa thuận nào với Mỹ. Theo đó, sẽ tuyên bố Guatemala là quốc gia đệ tam an toàn. Theo thỏa thuận, quốc gia đệ tam an toàn, Guatemala sẽ có bổn phận đề nghị cho di dân đi ngang qua lãnh thổ của họ khi đang trên đường tới Mỹ, được quyền tị nạn ở quốc gia này. Phía Mỹ trong thời gian qua đã tìm cách thuyết phục một số quốc gia, kể cả Guatemala và Mexico, chấp nhận trở thành quốc gia đệ tam an toàn để di dân phải xin tị nạn khi tới quốc gia đó, thay vì đợi tới biên giới Mỹ. Một giới chức cao cấp Mỹ nói, cuộc họp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Morales đã được dời lại một ngày khác. Hoa Kỳ sắp đàm thảo luận thương mại với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Steven Mnuchin ngày 15 tháng 7 loan báo, ông đang mong chờ một cuộc điện đàm nữa với giới chức Trung Quốc trong tuần này, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán được tái tục về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Bộ trưởng Mnuchin và đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer tuần rồi có cuộc điện đàm với quan chức thương mại Trung Quốc, nhưng không một chi tiết nào được tiết lộ
về khả năng diễn ra một cuộc họp trực tiếp giữa đôi bên. Bộ trưởng Mnuchin phát biểu với báo giới tại Tòa Bạch Ốc rằng ông hy vọng sẽ sớm tái tụ các cuộc đàm phán trực diện để xoa dịu thương chiến Mỹ-Trung. Ông Esper chính thức được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ông Mark Esper chính thức được Tòa Bạch Ốc đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 15 tháng 7. Ông Esper đảm nhận vị trí quyền Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng trước, kể từ khi cựu Bộ trưởng Jim Mattis từ chức hồi tháng 12 năm ngoái. Ngũ giác đài chưa có Bộ trưởng Quốc phòng chính thức được chuẩn nhận. Với đề cử của Tòa Bạch Ốc, ông Esper phải tạm ngưng làm quyền Bộ trưởng, chờ ngày được Quốc hội xác nhận chuẩn thận. Trong thời gian chờ đợi, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer đã đảm nhận vai trò quyền Bộ trưởng Quốc phòng thay cho ông Esper. Ngũ giác đài sẽ đàm phán cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ để thảo thuận về mua bán phi cơ F-35. Ông Mark Esper, người vừa được Tòa Bạch Ốc chính thức đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, Washington vẫn còn đang giữ lập trường không muốn Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ hỏa tiễn S-400 do Nga sản xuất, vì chính sách này của Ankara sẽ đe dọa tới sự an nguy của Liên minh NATO, mà họ cũng là thành viên. Những hệ thống phòng thủ hỏa tiễn S-400 đầu tiên đã được Nga giao cho Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng ngày thứ Sáu, làm gia tăng nguy cơ Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt lên Ankara. Căng thẳng đã leo thang giữa hai nước sau khi Hoa Kỳ lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí quân sự từ Nga, vì cho rằng hệ thống S-400 không thể đi chung với những thiết bị quân sự mà NATO đang sử dụng, đặc biệt là sẽ gây nguy hiểm đối với dòng chiến đấu cơ F-35 của công ty Lockheed Martin. Một nguồn tin khác nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang cân nhắc việc mua hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot do công ty Raytheon của Hoa Kỳ sản xuất. Nhưng mọi việc vẫn chưa ngã ngũ vì giá cả khá cao. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói, ông Trump nên tập trung vào chính sách, không nên tấn công cá nhân. Người được xem là đồng minh của Tổng thống Trump ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham thúc giục Tổng thống nên làm giảm cường độ các bức điện công kích cá nhân. Trong đó, Tổng thống Trump bảo các nữ dân biểu trẻ dân chủ nên quay về xứ của họ. Xuất hiện trong chương trình Fox and Friends, Thượng nghị sĩ Graham cho là Tổng thống Trump nên tập trung công kích chủ trương của dân chủ, chứ đừng ăn miếng trả miếng cá nhân. Nhưng ông cũng công kích mạnh các nữ dân biểu này. Ông Graham nói rõ ràng họ ghét Hoa Kỳ. Tôi nghĩ dân chúng Mỹ sẽ tẩy chay bất cứ công dân Mỹ nào được bầu lên lại có chủ trương đáng tởm như thế. Tổng thống Trump đã gây tranh cãi lớn lao về các bức điện hôm qua. Hôm nay ông lại còn lên tiếng yêu cầu các nữ dân biểu dân chủ mà ông đòi phải quay về cố quốc, phải xin lỗi Hoa Kỳ và bản thân ông. Trong lúc toàn thể các nhà chính trị dân chủ lên tiếng phản đối các bức điện của Tổng thống Trump, thì ông Graham chỉ là một trong vài nhà lập pháp Cộng hòa lên tiếng về vụ này mà thôi. Khi được hỏi là liệu các bức điện của Tổng thống Trump có đi quá xa hay không, thì ông Graham trả lời như sau. Các dân biểu này là công dân Mỹ. Họ đã đắc cử. Các bạn hãy nhìn chủ trương của họ xem. Quả là đất nước này rất đa dạng và chia rẽ. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc ca nhạc gây quỹ 2019 công lý cho nạn nhân Formosa vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày Chủ nhật 4 tháng 8 2019 tại nhà hàng Dynasty 1001 Story Road, San Jose, California với sự góp mặt của MC Nam Lộc cùng danh ca Nguyễn Hồng Nhung. Mọi chi tiết xin liên lạc Phan Ngọc Hòa 408-768-0635, Trần Hiếu 408-655-5331. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ Sắc Hoa Màu Nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042, mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301-529-5603, Bích Duyên 703-599-6043.